Xin kính chào bà con. Hôm nay lưới đánh cá A Đấu giới thiệu với bà con cái dòng đèn báo hoa tiêu hỏa tiễn. Dòng đèn báo hoa tiêu hỏa tiễn này nó xài một pin, dùng một pin duy nhất, đó là pin đại. Dòng pin đại này thì bà con ra tiệm tạp hóa mua rất là dễ, nó chỉ 5.000 một quả pin. A Đấu về kho rất là nhiều, số lượng rất là nhiều, phục vụ bà con quanh năm ngày tháng. Có hai màu cơ bản mà bà con hay dùng nhất, đó chính là cái màu đỏ, đầu tiên là màu đỏ là hay dùng nhất. Tiếp theo nó là dòng đèn báo hỏa tiễn dạng 3 tầng, có nghĩa là nó có 3 cái đèn nháy 3 màu khác nhau, cũng xài một pin. Có nghĩa là các tầng của nó gồm màu đỏ, màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Nhìn trên màn hình bà con cũng có thể thấy được là cái đèn nét này nó có 3 cái lớp màu khác nhau. Đấy, đỏ, xanh da trời và xanh lá cây. Màu này thì cái đèn này thì nó sẽ cao cấp hơn, có nghĩa là nó sẽ bao bóng thì nó sẽ đắt gấp 3 lần so với cái đèn thông thường màu đỏ. Hàng này bà con cần mua số lượng thì A Đấu đáp ứng được đầy đủ cho bà con. Về cái độ bền của nó thì rất là bền, và độ chịu thấm nước của nó như nãy bà con xem ở đầu video, bà con thấy được cái độ thấm và chịu nước của nó rất là cao và chịu được cả áp lực. Lại xài một pin đại duy nhất, bà con lắp ghép rất là đơn giản, tại vì cấu tạo ở đây nó cũng là đơn giản. Và có cái gioăng cao su, nó mục đích của nó là chống thấm nước vào bên trong. Đấy, sáng rất là rực rỡ. Và tiếp theo nữa giới thiệu với bà con đó là cái đèn bóng dạng một pin, đèn led dạng đúc, có nghĩa là cái bóng đèn ở đây nó đúc, được đúc nguyên khối. Cái dòng đèn này thì bà con biết rồi đấy, nó xài một pin nên là cái độ tiết kiệm điện của nó rất là cao. Dòng đèn này có cái dạng đèn led đúc một nguyên khối, bà con xem bà con thấy đấy, đúc nguyên khối nên là cái độ bền phải nói là rất là cao. Đây này, màu đỏ nha, nó có đánh dấu ở bên ngoài cho bà con. Thì cái mục đích của nó thì dùng cho là rất nhiều vào mục đích khác nhau, ví dụ như là dùng để đi thả lưới ngoài sông, ngoài hồ, ngoài đập hoặc là ngoài kênh, có tàu thuyền qua lại là dùng cái này để báo, cảnh báo cho tàu thuyền nó qua lại là nó sẽ né tránh cái lưới của mình thả ra. Tiếp theo nữa là dùng cho giao bên giao thông, cảnh báo giao thông, dùng cho bên xây dựng bến phà, cầu đường cũng dùng cái này để cảnh báo cho xe cộ đi lại để lưu ý, để tránh ra. Dùng trong đi phượt, đi vào cái vùng tối để cảnh báo hoặc cũng như tín hiệu để cho đoàn đằng sau có thể bám theo mình ở phía trước, vân vân. Nói chung là dùng rất nhiều mục đích khác nhau. Bà con muốn đặt hàng này liên hệ với A Đấu, A Đấu sẽ cung cấp cho đầy đủ cho bà con. Xin cảm ơn.